Những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký Chiến trường ca. Lính sư đoàn bộ binh 4. Tác giả Nguyễn Khắc Tòa, cựu chiến binh. Tập 14. Vào một buổi chiều, anh Toàn rủ tôi và thằng Chiến theo xe trung đoàn đi lên thị xã Kampong Thơm thăm người bạn của anh đang công tác tại đoàn chuyên gia giúp bạn. Thằng Chiến người Cửu Long sau này bỏ ngũ. Đến thị xã, chúng tôi ở lại qua đêm. Lâu ngày trong rừng, ra đây thấy quang cảnh khác hẳn. Anh Toàn vô chơi với bạn, tôi và thằng Chiến kéo nhau đi vòng quanh thị xã. Dân cư mặc dù không đông nhưng chỗ nào cũng có người ở. Đi qua một ngôi chùa, chúng tôi dừng lại. Cạnh ngôi chùa là một cái nhà lợp lá thốt nốt. Giữa nhà có một cây cột gỗ hình vuông, cạnh 0,3 mét, cao 5 mét. 4 cây cột gỗ nhỏ hơn bố trí cách đều cây gỗ trung tâm thành một hình tròn. Diện tích ngôi nhà chừng 80 mét vuông, dáng nhà hình chóp, xung quanh nhà để trống. Trong nhà chất đầy đầu lâu người được xếp từ dưới lên trên theo hình chóp cụt. Phía trước chính diện nhà có 2 cây cột phụ cao gần 4 mét, gắn một tấm bảng bằng gỗ kích thước 3,5 mét x 0,6 mét. Hai đầu tấm bảng gắn hai đầu lâu người với dòng chữ từ trái sang phải: Mối tù Pol Pot Ieng Sary, nhân dân Campuchia đời đời ghi nhớ, được sắp xếp bằng xương người. Cạnh ngôi chùa là một hồ nuôi cá sấu. Hồ rộng khoảng 200 mét vuông, sâu 4 mét. Xung quanh hồ, từ dưới lên được lát bằng lớp đá trơn. Rất nhiều cá sấu, có con trọng lượng gần cả tạ. Hỏi mấy người dân xung quanh, sao ở đây nuôi nhiều cá sấu vậy? Họ cho biết, trước đây, mỗi lần hành hình những người mà Pol Pot cho là phạm tội, bọn lính Pol Pot đưa đến đây và quăng người xuống hồ cho cá sấu thi nhau cắn xé ăn thịt, mặc cho tiếng la, tiếng hét thê thảm của họ vang đến tận trời. Nhiều khi cá sấu ăn no rồi, chúng không ăn nữa, nhưng những người dưới đó không leo lên được vì hồ vừa sâu, vừa mắc lớp đá trơn. Hơn nữa họ đã kiệt sức, đành chịu trận chết dần, chết mòn dưới đó. Số cá sấu này, chính quyền mới vẫn nuôi giữ để làm bằng chứng về những tội ác man rợ của bọn đao phủ cắt máu. Nhà chứa xương người là do sau khi đất nước Campuchia được giải phóng, chính quyền mới đưa từ hồ này lên. Nghe họ kể lại, chúng tôi là những người lính chiến thực thụ mà không khỏi nổi da gà. Tôi mường tượng ra cảnh những người vô tội bị quăng xuống ao, bầy sấu đói lâu ngày chúng lao đến với cái mồm rộng lởm chởm răng nhọn, còn ngoạp chân, còn ngoạp tay, ngoạp đầu, máu chảy linh láng nhuộm đỏ hồ, một cảnh tượng tra tấn chỉ có ở thời Trung Cổ. Ghé qua thăm ngôi chùa, hai thằng tôi tiếp tục tản bộ, đi lòng vòng mỏi chân, đói bụng, hai thằng vào một quán ăn. Chủ quán là một phụ nữ chừng trên 40 tuổi, cao ráo, có nét hao hao giống người Ấn Độ, nhất là đôi mắt. Vào trong quán ngồi, tôi gọi hai tô hủ tiếu bằng tiếng ca, chị hỏi lại bằng tiếng Việt, làm tôi bất ngờ. Hai chú ăn hủ tiếu Nam Vang hay hủ tiếu Mỹ Tho? Dạ sao cũng được, tôi trả lời. Trong khi chờ chị làm hủ tiếu, tôi đưa mắt quan sát xung quanh ngôi nhà xây cũ kỹ. Phía trong nhà, ngồi trên giường là hai đứa nhỏ, một trai, một gái, chắc là con chị. Cháu gái chừng 10, 11 tuổi, bị mất cánh tay trái. Cháu trai chừng 12 tuổi, hình như là có tật ở chân. Khi chị bê hủ tiếu ra, tôi vừa ăn vừa liếc nhìn hai đứa nhỏ. Lúc này khoảng 8 giờ đêm, quán thừa khách. Chị chắc đoán được những thắc mắc của tôi nên lên tiếng. Chị là người Campuchia Lai, mẹ Khmer, cha người Ấn Độ. Cha mẹ chị từng làm ăn ở tỉnh Trà Vinh, sau đó di rời về đây buôn bán. Khi bị Pol Pot xua đuổi, gia đình chị chạy sang Thái Lan lánh nạn. Lúc còn nhỏ, trong khu vực chị sống có nhiều người Việt và chị thường chơi với những người Việt trạc tuổi chị. Hơn nữa, cha mẹ chị nói tiếng Việt Nam rất rành. Chính vì vậy, chị nói được tiếng Việt. Khi đi qua biên giới, chị cũng như rất nhiều người dân bị rơi vào bãi mìn của bọn Pol Pot. Một cảnh hoảng loạn diễn ra. Khi gặp bãi mìn, dân quay trở lại, bọn Pol Pot không cho. Chúng dùng súng bắn những ai quay lại. Đoàn người đành phải liều chết vượt qua bãi mìn. Chồng chị đạp phải mìn, chết trong đợt đó. Đứa con trai bị miểng mìn vào chân,
giờ thành tật. Lúc đó nhờ có bộ đội Việt Nam tới kịp đã cứu chị và những người dân khác bị thương. Trong thời gian cứu chữa cho con chị ở bệnh xá của bộ đội Việt Nam, chị gặp đứa bé này. Cha mẹ nó đều chết do đạp phải mìn. Gần một tháng, vết thương hai đứa nhỏ dần lành, chị xin bộ đội Việt Nam nhận đứa bé gái làm con và nuôi đến bây giờ. Tôi vừa ăn vừa nghe chị kể lại hoàn cảnh của mình, vừa miên man suy nghĩ. Quái lạ, bọn Pol Pot, người dân tộc mình mà không một chút thương xót. Chúng không còn là con người, vì phần con là mang bản năng của các loài động vật. Phần người là sự kết tinh hệ ý thức cao quý nhân văn của động vật bậc cao. Ngay cả các loài vật, chúng cũng biết thương yêu và bảo vệ đồng loại. Vậy thì tụi Pot này liệt vào loại gì nhỉ? Sau này tôi có đọc một bài viết Một chuyến trở về, được in trong cuốn Ký ức người trong cuộc do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản. Bài viết của Thiếu tướng Đặng Quang Long. Thiếu tướng Long kể lại câu chuyện bộ đội Việt Nam cùng bạn đã chi viện cứu 35.000 dân Campuchia từ đất Thái bị chính quyền Thái Lan cấu kết với bọn phản động Pol Pot xua đuổi về nước. Đó là đêm mùng 10 tháng 6 năm 1979. Một công điện khẩn cấp của Chủ tịch nước Hun Sen gửi chính quyền tỉnh Kampong Thom và đoàn 17 quân tình nguyện Việt Nam khẩn cấp chi viện cứu giúp 35.000 dân Campuchia bị đẩy qua biên giới Thái Lan. Thiếu tướng Long viết, theo ý đồ của Pol Pot cùng thống nhất âm mưu phá hoại cách mạng Campuchia của các nước lớn, những tháng 5, 6, 7 là những tháng cao điểm ở nạn đói Campuchia. Thời điểm này cũng là thời cơ tốt cho chúng để gây thêm khó khăn gay gắt cho chính phủ cách mạng Campuchia. Mục đích của chúng, những khó khăn bên trong và những khó khăn bên ngoài, chúng bồi thêm, gây ra sụp đổ từng phần, từng mảng, đi đến sụp đổ toàn bộ cách mạng Campuchia. Theo tư liệu của Thiếu tướng Long, ngày mùng 7 tháng 6 năm 1979, từ rạng sáng, chúng huy động 500 xe GMC, xe buýt, đi đầu có xe tăng, xe nhà binh chở đầy đủ binh lính trang bị vũ khí, đi xen kẽ với xe chở dân. Từ tờ mờ sáng, chúng dùng lực lượng quân sự dàn thành hàng ngang, càn quét từ trong ra ngoài. Đi đến đâu, chúng đốt sạch các làng trại, cướp sạch của cải, chúng lùa dân ra ngoài đường, đẩy người dân lên xe. Ai chống đối, chúng đánh đập, nổ súng thị uy, dọa nạt, mặc cho cha mẹ là con cái, vợ lạc chồng, anh em lạc nhau, gây nên một cảnh hỗn loạn huyên náo hết sức khủng khiếp. Sau khi dồn hết dân lên xe, chúng trở thẳng ra biên giới Thái, Campuchia. Hơn 10 giờ đêm ngày 7 tháng 6 năm 1979, xe chở dân đến địa điểm tập kết trên đồi núi Đăng Rết, là điểm cố thủ của trạm biên phòng Thái Lan. Phía dưới Đăng Rết là địa phận tỉnh Prayak Vihea thuộc đất nước Campuchia. Từ núi đồi Đăng Rết nhìn về phía trước là đất Campuchia, trước đây để chống lính Pot trần sang Thái Lan quấy phá. Tại đây, Thái Lan gài rất nhiều bãi mìn dọc theo trạm. Trên các đồi cao, lính Thái Lan còn thủ sẵn cây gỗ, đá các loại. Khi cần thiết, sẽ cho gỗ đá lăn xuống chân đồi, hòng ngăn cản sự tấn công của đối phương. Xe đậu lại, cửa xe mở ra, trên dưới 40.000 người đứng chật dân trước đồn biên phòng. Đèn điện xung quanh đồn được bật sáng, loa phóng thanh trong đồn phát ra. Xin mời bà con xuống núi để về Campuchia. Tụi lính Pol Pot trong tay 55 súng ống ép người dân xuống núi. Đoàn người xô đẩy chen lấn, lê từng bước nặng nhọc mà đi. Nhưng họ có biết đâu, trước mặt họ là các bãi mìn dày đặc của Thái Lan đã gài trước đây. Đoàn người vấp mìn, chạy náo loạn, hỗn độn, mìn nổ vang cả một góc trời Đăng Rết. Tiếng la hét, tiếng kêu cứu, tiếng khóc thét của trẻ em, người lớn, thật vô cùng sâu thảm, bi ai. Những người tìm cách chạy ngược lên liền bị chúng cho lăn gỗ đá xuống. Trên đầu lính Pot xả súng bắn, đoàn người không còn cách nào khác là cứ phải tràn xuống chân núi. Những lớp người đi trước làm bia đỡ mìn cho lớp người sau. Thật là một cảnh tượng hãi hùng cho hàng vạn người dân vô tội,
vừa thoát khỏi nạn diệt chủng của Pol Pot. Xuống đến chân núi, đoàn người mệt lả, không ai bảo ai, dừng lại chờ trời sáng. Lính ta và bạn đóng quân gần đó, trong đêm nghe tiếng mìn nổ dữ dội, liền cử các nhóm trinh sát lên nắm tình hình. Khi nắm rõ hư thực, bộ đội ta và bạn liền tổ chức cứu giúp dân, hướng dẫn cho dân về tuyến sau, băng bó cho những người bị thương, thu gom tài sản của người dân bị rơi khi chạy loạn trả lại cho dân. Với sự giúp đỡ tận tình của quân đội ta và bạn, sau 5 ngày điều trị thuốc men cơm cháo, đoàn người dần dần hồi phục và chia thành nhiều tốp, tốp khỏe đi trước, yếu đi sau. Bộ đội giúp người già mang vác hành lý, bồng bế trẻ nhỏ, cáng người bị thương, tất cả đi về hướng tỉnh Kampong Thơm. Sau 3 ngày hành quân, đoàn dân tị nạn gặp đoàn cán bộ của bộ đội Việt Nam và chính quyền bạn từ tỉnh Kampong Thơm lên đón. Trên đường trở về tỉnh Kampong Thơm rất vất vả, do cầu cống đường xá trước đây bị bọn Pot phá sạch khi rút chạy. Đường xá hư hỏng nặng, xe không chạy được. Bộ đội ta và bạn phải chặt cây làm cầu, sửa đường cho dân đi, khiêng cáng những người đuối sức. Ở Kampong Thơm, chính quyền tỉnh đã huy động hàng ngàn người dân xung quanh cùng bộ đội đoàn 17 quân tình nguyện Việt Nam làm lán trại rộng hàng chục hecta, làm nơi nghỉ chân cho hàng vạn người. Tất cả các loại xe của ta cũng như của bạn ở thủ đô Phnom Penh, các tỉnh lân cận như Bờ Dây Veng, Kampong Tràm, Sờ Vai Riêng đều được huy động đến tỉnh Kampong Thơm, sẵn sàng đưa dân về nơi sinh quán, nơi họ từng sinh sống. Theo số liệu điều tra sau này của ta và bạn, điều tra theo từng gia đình, từng tốp người, khi lên xe, số dân tị nạn là 41.512 người, gồm có 36.698 người Khmer, 2.854 người Hoa, 1.451 người Lào, 587 người Việt, 22 người Thái, Mã Lai, Ấn Độ. Số còn lại sau chuyến đi 35.183 người. Trong chuyến di dân bắt buộc đó, Pol Pot bằng những hành động dã man đẩy đoàn dân tị nạn xuống núi đang rét, làm chết và mất tích 6.329 người và hàng ngàn người khác bị thương. Qua một đêm ở thị xã Kampong Thơm, tôi hiểu và biết thêm nhiều tội ác của bọn khát máu Pol Pot đã gây ra cho dân tộc mình. Sáng mai, ăn sáng xong, anh em tôi quay về đơn vị. Ở nơi đóng quân của chúng tôi, mùa khô rất khan hiếm nước. Có hôm cấp cứu, mổ cho thương binh, bông băng gạc dính đầy máu mủ, bỏ đầy thau, đến khi lấy thau đựng cơm ăn để tiết kiệm nước, chúng tôi lấy bông băng sạch, lau sơ qua rồi đựng cơm ăn. Sau này mỗi lần nhớ lại, tôi thấy gai gai trong người. Bệnh xá ở đây so với lúc chúng tôi ở tỉnh Bờ Dây Veng khó khăn hơn rất nhiều. Cái gì cũng thiếu. Mỗi lần áp tải thương binh, bệnh binh nặng về bệnh xá đoàn 7706 nằm ở thị xã Pờ Dây Veng, trên đường đi thật thót tim. Súng luôn phải mở quá an toàn, mắt luôn phải căng ra. Tuyến đường dài trên dưới 140 km, xe đi nhanh cũng mất 4 tiếng đồng hồ. Lúc đi rồi lúc về, không biết khi nào ăn phải đạn của thằng Pot phục bên đường. Lại một mùa khô khắc nghiệt đi qua, mùa mưa đã đến. Những tháng mùa mưa, thương bệnh binh liên tục đưa về bệnh xá trung đoàn. Các ca chủ yếu vẫn là vấp mìn. Có chiến sĩ bị cả ở chân, ở đùi, ở bụng. Thời điểm này, bọn Pol Pot chủ yếu dùng một loại mìn do Trung Quốc chế tạo. Bộ đội ta gọi là mìn lá, trông giống như hai chiếc lá úp vào nhau. Dây gài mìn màu xanh, giống với màu cỏ cây để ta khó phát hiện. Mìn này chỉ chứa khoảng nửa lượng thuốc, vỏ bằng nhựa, rất khó phát hiện khi sử dụng máy rằm mìn. Vô tình đạp phải mìn này, nó nhảy lên ngang mắt cá chân rồi phát nổ, không gây chết người, nhưng phải cưa chân. Đây là một hành động vô cùng thâm độc của quan thầy Pol Pot. Hậu quả sau này sẽ là những thương binh tàn phế, là gánh nặng cho gia đình và cho xã hội. Có ngày ở bệnh xá trung đoàn, thương binh từ tuyến dưới đưa về, do đường xá đi lại khó khăn, các loại thuốc cần cho chữa trị chưa kịp đem đến, bắt buộc chúng tôi phải mổ sống cho thương binh. Bình thường khi xử lý vết thương,
chúng tôi phải tiêm thuốc tiền gây mê gồm morphine, novocaine, atropine, mỗi loại một ống, tránh cho thương binh bị đau đớn. Khi thuốc hết, trước khi xử lý vết thương, chúng tôi phải dùng dây cột chặt thương binh vào giường mổ, miệng cho ngậm một thanh tre hay gỗ, tránh tình trạng thương binh đau quá cắn phải lưỡi. Có những người kêu cha, kêu mẹ, rồi đại tiểu tiện cả ra quần. Có người bị choáng không biết gì do quá đau, nhưng không xử lý vết thương không được, vì vùng này có loại vi khuẩn hoại thư sinh hơi. Nếu vết thương bị nhiễm trùng, loại vi khuẩn này tấn công, ai bị từ ngang đùi, ngang nách trở lên thì vô phương cứu chữa. Ai bị ở tay chân, không nhanh cưa chân hoặc tay, thì tỷ lệ về với ông bà gần như là 100%. Đầu tháng 6 năm 1982, tôi được trung đoàn cho về nước làm thủ tục ôn thi vào đại học. Thi xong quay trở lại đơn vị, tôi nhớ hơn 3 tuần ở quân trường Quang Trung, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vừa ôn thi, vừa làm thủ tục thi, toàn quân khu dồn về đây, có cả trên 200 lính. Lính từ chiến trường Campuchia khoảng một nửa, còn lại là các đơn vị trong nước. Mất mấy đêm đầu, khi nghe tiếng súng của vệ binh bắn chỉ thiên, các bố nhà ta vượt rào, trốn ra ngoài đi chơi. Tôi đang nằm mơ màng trên sạp, lao ra ngoài, lăn vào rãnh nước chảy từ nhà bếp ra. Hoàn hồn lại, thấy bóng đèn điện sáng choang, người ướt sũng, sực nhớ ra mình đã về nước ôn thi. Đây là quân trường Quang Trung, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, chứ đâu phải chiến trường Campuchia. Gần ngay sạp tôi nằm, có hai anh bạn tên Trương và Khoa. Trương người Hà Tĩnh, công tác trong phòng tổ chức quân khu 7. Trong khóa thi, nó trúng vào trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, sau này là trưởng khoa vô sinh của bệnh viện Từ Dũ. Thời gian tôi ôn thi khoảng 20/24 giờ, tức là một ngày ngủ, nghỉ, sinh hoạt khoảng 4 giờ. Vậy mà khi mở mắt ra, đã thấy Trường đang ôn bài. Ông không ngủ à? Tôi hỏi, lần nào anh ta cũng chỉ cười. Còn Khoa, người Hà Nam, cũng từ Campuchia về thì hết nói. Thời gian ôn thi rất ngắn, tôi cố gắng phải đọc qua tài liệu sách vở. Tôi thi khối B, môn sinh vật lý thuyết, đã dài lại còn thêm toán sinh. Bù đầu mà ôn học, nhưng anh ta luôn làm tôi bị ngắt quãng vì luôn hỏi bài. Rất bực và không dám nói, sợ anh buồn. Tất nhiên trong kỳ thi đó anh rớt. Trước khi thi 2 ngày, tôi nhận được giấy báo địa điểm thi tại trường cấp 2 Hòa Bình, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau một ngày nhận giấy báo thi, sáng sớm tôi loạc toạc với chiếc ba lô lép xẹp ra đường đón xe, tìm địa điểm thi như trong giấy báo. Không quen biết đường, cứ leo lên xe lam, vừa đi vừa hỏi đường. Trên chiếc xe lam, người chật như nêm, đi được một đoạn xe lại dừng cho khách lên xuống. Mỗi khi xe để ba lăn bánh, khói đen mù mịt phun ra do quá tải. Nóng nực chật trội, nhưng tôi vẫn cảm thấy sướng gấp ngàn lần trên đất bạn. Chẳng lo bồn bốt bắn lén, chẳng lo tiết kiệm từng nửa nắp bình tông nước khi đi truy quét, chẳng phải căng mắt ra và dòng tay lên nhìn, nghe trong mỗi đêm canh gác. Loành quanh mãi rồi hơn 10 giờ trưa cũng tới nơi. Tôi vô trường học Hòa Bình. Lúc này là kỳ nghỉ hè nên xung quanh sân trường vắng lặng. Đang đi trong sân trường, thấy một người chặt gần 60 tuổi ra hỏi: "Đi đâu? Có việc gì không?" Tôi đưa giấy báo thi cho ông xem. Xem xong, ông cho biết ông là bảo vệ của trường. Tôi hỏi ông xin ngủ nhờ tại trường trong 2 đêm. Nhìn bộ quần áo bộ đội tôi đang bận và đôi dép cao su dích chân, ông ra hiệu đi theo ông. Đến một phòng nằm ngay góc trường, ông chỉ vào và nói: "Chú em nghỉ tạm chỗ này." Phòng rộng hơn chục mét vuông, có chiếc giường một, thêm vài vật dụng linh tinh được sắp đặt ngăn nắp. Đây là chìa khóa phòng, đi đâu đóng cửa lại. Nhà tôi ngay đây, giờ tôi về nhà có việc, ông nói rồi đưa chìa khóa cho tôi. Tôi nhận chìa khóa phòng, không quên nói lời cảm ơn, quăng ba lô vào góc phòng. Mình phải đi kiếm cái gì ăn trưa, tiện thể mua thêm cây viết, lọ mực. Đóng cửa phòng rồi, tôi lững thững bước ra ngoài. Bây giờ tôi mới quan sát kỹ, đối diện trước trường học Hòa Bình là nhà thờ Đức Bà. Mình đã nghe lâu rồi, nhưng hôm nay mới nhìn thấy. Giờ này nhà thờ đang đóng cửa. Sau khi ra quán ăn trưa,
và mua vài thứ dụng cụ phục vụ cho môn thi, tôi trở về phòng. Cứ thế lăn ra ngủ, giờ thì không ôn yếc gì nữa. Đang mơ màng, bỗng nghe tiếng chuông nhà thờ thánh thót vang lên. Uể oải đứng dậy, rửa mặt qua loa, chải lại mái tóc, xuống phố, chắc đã 4 giờ chiều. Băng qua đường, đến nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ đã mở cửa, do tò mò tôi bước vào cửa nhà thờ nhìn vào. Ôi bài trí trong nhà thờ, vừa trang trọng, vừa đẹp lộng lẫy. Trước đây tôi có dịp đã ghé nhà thờ Hà Nội, nhà thờ này chẳng thua gì. Dòng người đi vô nhà thờ mỗi lúc một đông, tôi cũng bị đẩy dần vào. Cứ thử vào xem sao. Tính từ cửa vào đến hàng ghế thứ 7 hay 8 gì đó, tôi không tiến về phía trước nữa mà rẽ sang trái. Một lúc sau buổi lễ bắt đầu, linh mục đọc cầu nguyện, mọi người đọc theo. Tôi nhìn xung quanh, tự nhiên thấy run run. Tôi cũng lẩm bẩm trong miệng mà chẳng biết đọc gì ngoài hai chữ Amen. Đến lượt mọi người quỳ xuống, tôi cũng quỳ theo. Trong đầu lóe lên suy nghĩ, mình không phải người Công giáo, sao dám vô đây? Họ biết mình là người ngoại đạo, họ xử mình thì sao? Xong đợt quỳ, mọi người đứng lên. Lợi dụng cơ hội lúc mọi người bắt đầu đứng lên, tôi ù chạy ra ngoài, rồi lững thững bước về phòng. Ngày hôm sau, ngày mùng 5 tháng 7 năm 1982, đúng 7 giờ 30 phút, buổi thi bắt đầu. Sáng thi toán, chiều thi môn hóa. Toán hóa có 2 đề, một dùng cho học sinh hệ 10, một dùng cho hệ 12. Đương nhiên tôi thi đề của hệ lớp 10. Phần đầu tiên tôi làm là toán giải phương trình lượng giác, phần này 2 điểm. Chỉ cần nhớ công thức sin 3x bằng 3 sin x trừ 4 sin 3x. Thay thế vào, rút gọn, đưa phương trình về dạng tích, rồi giải phương trình, thật dễ dàng lấy điểm. Phần đại số không nói làm gì, nhưng đến phần hình học không gian, tôi quên không đem thước kẻ. Nhìn xung quanh, thước người nào người đó sử dụng, vậy là cạnh bàn thay thước kẻ. Mấy giám thị coi thi thấy trường hợp này hơi đặc biệt. Thí sinh bận áo lính, đầu tóc bù xù, chân mang đôi dép cao su, đi thi dùng bàn làm thước kẻ, cứ quanh quẩn xem bài làm của tôi. Tôi hỏi đúng hay sai, không giám thị nào trả lời. Sáng hôm sau thi môn sinh học, tôi làm toán sinh trước, lý thuyết sau. Đến phần lý thuyết, bút bị tắc mực, tôi dùng cây bút vừa chấm mực vừa viết, dòng thì đậm, dòng thì nhạt, nhìn không khác gì học trò cấp 1 viết. Khi tiếng trống báo hết giờ, tôi vội vàng coi lại bài. Ô hay, mình viết mà mình đọc chẳng ra. Sau này giấy báo trúng tuyển đại học ghi rõ: toán 6,5 điểm, hóa 4 điểm, sinh 6 điểm, cộng thêm 2 điểm ưu tiên, tổng 18,5 điểm, điểm sàn của khoa 14 điểm. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi ông thầy nào chấm bài sinh vật cho tôi điểm 6. Năm đó toàn quân khu 7, số bộ đội đi thi, đậu đại học 11 người, 8 chính thức, 3 dự bị. Khoa tôi từ Thừa Thiên Huế đến mũi Cà Mau, khóa 8 năm 1982, tuyển sinh được 76 người, chia làm 2 lớp, lớp trồng trọt A và trồng trọt B. Trong khóa có 5 bộ đội, Lâm, Thụy chuyển từ dự bị đại học xuống. Tôi, anh Nê và Vân đậu thẳng. Vân và anh Nê đóng quân bên nước. Vân khi tốt nghiệp đại học về công tác tại Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam năm 1995, theo vợ sang Mỹ định cư. Anh Nê ra trường, lấy vợ làm giáo viên ở Cam Ranh, về công tác tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Lâm về Viện Mía đường Bến Cát, Bình Dương. Thụy về công ty rau, hoa quả thành phố Hồ Chí Minh. Tôi về công tác tại Xí nghiệp Mía đường, công ty công nghiệp thực phẩm, tỉnh Đồng Nai. Cũng phải nói thêm, tôi thi vào trường đại học năm đó đều có nguyên do. Thứ nhất, trước đây học cấp 3, tôi cũng là một trong những học sinh đứng top đầu của lớp. Tôi học lớp 10B thuộc trường cấp 3 Quảng Xương 1, Thanh Hóa. Trường tôi năm 1978 có 11 lớp 10. Cả trường năm đó đậu đại học 5 người, riêng lớp tôi đậu 2 người, đó là Nguyễn Viết Thành, hiện đang là giảng viên trường Đại học Hàng Hải, Hải Phòng. Người thứ hai, Nguyễn Thị Thủy, đậu vào trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Mấy chục năm rồi, tôi không có thông tin. Năm đó tôi thi vào Đại học Y Hà Nội, trường lấy điểm sàn 19,5 điểm, tôi được 17,5 điểm. Thứ hai, khi tôi về Trung đoàn 320,
đã nhờ mấy anh đi phép kiếm mua cho mấy cuốn sách ôn thi đại học. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường đem ra xem. Chính vì vậy mà trong thời gian rất ngắn để ôn thi, nhưng tôi vẫn đạt được ước mơ của mình. Lại nói chuyện thi cử, buổi sáng thi xong môn sinh học lúc 10 giờ 30 phút, cơm nước xong, tôi đón xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra biên giới tỉnh Tây Ninh, ngủ qua đêm tại đó. Sáng mai, từ biên giới đón tiếp xe của bộ đội ta về đơn vị. Đến thị xã Pờ Dây Veng, rẽ vào bệnh xá quân y đoàn 7706 trước đây tôi từng tập huấn, vừa thăm lại người cũ, vừa hỏi thăm tình hình đơn vị. Các anh cho biết đơn vị vẫn đóng ở vị trí cũ, nghỉ lại đây chờ xe đi Kampong Thơm. Rất may, khoảng 7 giờ sáng hôm sau, có đoàn xe vận tải lương thực từ nước đi hướng tỉnh Kampong Thơm. Đi tới Kampong Thơm khoảng 12 giờ trưa, tôi gặp một đơn vị đóng quân, nhảy xuống xe hỏi thăm. Đó là C3, tiểu đoàn 1 của trung đoàn 320. Từ đây đi trung đoàn bộ chừng 15 km. Tôi ghé nhà ở của cán bộ đại đội, trình bày lý do nghỉ lại ăn cơm trưa. Ăn cơm xong nghỉ 10 phút, xin cán bộ đại đội cho người dẫn tôi về đơn vị. Đại đội trưởng cử hai liên lạc và một y tá cùng đi với tôi, không quên đưa cho tôi khẩu AK cộng thêm 300 viên đạn trong bao xe. Đại đội trưởng cùng đồng hương với anh Lịch và rất thân với anh Lịch, nên khi tôi xin anh cho người đi với tôi, anh đồng ý liền. 3 giờ chiều, chúng tôi đến bệnh xá trung đoàn. Tôi giữ 3 người ở lại, sáng mai trở về đơn vị. Giờ đã chiều, trên đường đi rất nguy hiểm. Mới có hơn 1 tháng xa bệnh xá, giờ sao quá ngỡ ngàng. Bệnh xá bị bọn Pol Pot tập kích cách đây 1 tuần. Chúng đánh cả vào trung đoàn bộ, gây thương vong cho ta. Riêng bệnh xá tôi, thằng Chiến, thằng Mỹ, Chiến quê Cửu Long, thằng Mỹ quê Cao Lãnh Đồng Tháp, khi áp tải thương bệnh binh về tuyến sau đã đảo ngũ. Hùng thay tôi làm y tá hành chính, sau này đi học y sĩ rồi về lại bệnh xá trung đoàn 320, đóng tại tỉnh Kampong Thơm. Công anh nuôi và một y tá nữa hy sinh. Bệnh xá được bổ sung một loạt y tá mới. Thật bùi ngùi, đơn vị mình từng ở mà cứ ngỡ như xa lạ. Lúc còn ở bệnh xá, tôi rất thân với anh Mạo, anh người tỉnh Hà Nam Ninh, trắng trẻo vui tính, phụ trách đại đội vận tải trung đoàn. Khi hỏi thăm anh, mấy anh cho biết anh cùng 4 chiến sĩ đại đội vận tải về nước nhận lương thực thực phẩm bị bọn Pốt phục kích đoạn đường gần thị xã Kampong Chàm. Tất cả hy sinh cách đây chưa đầy 1 tuần. Tôi nhận lại nhiệm vụ cũ, y tá hành chính kiêm giữ kho dược. Vào quý 3 năm 1982, nhà nước ta quyết định rút bớt quân khỏi Campuchia về nước. Lợi dụng cơ hội đó, bọn Pol Pot được sự hà hơi tiếp sức của quan thầy chúng. Chúng hoạt động gia tăng khắp cả mọi nơi, từ rừng núi Trung Nguyên xuống tới đồng bằng, đầu đầu cũng là chiến trường. Chúng sử dụng lối đánh tổng hợp 3 lực lượng: du kích, quân địa phương, lực lượng chính quy. Nhất là sử dụng mìn, gây không ít khó khăn cho ta trong hành quân truy quét. Trên các trục lộ, chúng tăng cường phá hủy cầu cống, tăng cường mai phục, tập kích, không cho ta vận chuyển lương thực, thực phẩm sang tiếp tế cho quân đội ta, cũng như cứu trợ cho nhân dân Campuchia. Càng về cuối năm 1982, chiến trường ca càng khốc liệt. Chỉ tính những ngày trong tháng 9 năm 1982, bệnh xá trung đoàn phải làm thêm giường cho thương binh, gần như ngày nào cũng có tử sĩ. Mới quay về lại đơn vị, thấy có cảm giác ớn ớn, và chạm vài ngày sau, mọi chuyện bình thường trở lại. Một ngày cuối tháng 9 năm 1982, cán bộ quân lực trung đoàn gọi tôi lên. Khi tôi tới nơi, mấy anh thông báo có giấy của phòng tổ chức quân khu 7 yêu cầu trung đoàn làm thủ tục cho tôi chuyển ngành về học tại trường Đại học Nông nghiệp 4, thành phố Hồ Chí Minh, do tôi đã thi đỗ trong kỳ thi tuyển sinh của Bộ Đại học tổ chức. Mọi thủ tục tôi làm xong nửa tiếng đồng hồ. Đời lính lúc ra quân cũng đơn giản như lúc nhập ngũ. Một cuốn lý lịch quân nhân, giấy chuyển về trường đại học, một giấy báo về quân khu 7 giải quyết chính sách chế độ. Tôi về lại bệnh xá trung đoàn, chào mọi người trong tâm trạng vừa vui vừa buồn. Vui vì mình được tiếp tục đi học đại học,
Đó là ước mơ của bất cứ một học sinh nào thời bấy giờ. Buồn vì biết rằng là gian khổ, là hy sinh, nhưng tình đồng chí, đồng đội trong những lúc chia lửa đã gắn quyện vào nhau, rằng mình đã được về nơi đất mẹ bình yên. Còn đồng đội vẫn từng ngày đối mặt với gian lao, vất vả, hy sinh trên đất bạn. Và cuộc chiến này phải kéo dài đến năm 1989-1990, bộ đội ta mới được về nước. Lúc này, lực lượng của bạn mới đủ mạnh để bảo vệ đất nước của mình. Tôi xách chiếc ba lô xẹp lép lên trung đoàn bộ, chờ xe về nước trong tâm trạng chịu nặng. Và sau đó tôi trở thành sinh viên khoa nông học trường Đại học Nông nghiệp 4, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1987, tốt nghiệp đại học ra trường, tham gia nhiều công tác, công việc khác nhau cho đến nay với những thăng trầm của cuộc đời. Dòng đời bề bộn, năm tháng cứ dần trôi đi, cuộc chiến tranh biên giới trên đất ca đã im ắng từ lâu. Nhưng những dư âm, ký ức của một thời trai trẻ từng làm người lính tình nguyện trên đất bạn thì mãi mãi không phai mờ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn tâm đắc câu nói của đồng chí tiểu đoàn trưởng trinh sát sư đoàn bộ binh 4 lúc tôi mới được bổ sung vào đơn vị. Bảo vệ bạn cũng chính là bảo vệ mình. Cuộc sống yên bình của bạn cũng chính là sự thanh bình của ta. Thưa các bạn, trong cuốn sách tôi viết có nhiều chỗ tôi không còn nhớ rõ địa điểm trận đánh, tên tuổi từng người. Vì vậy có thể lẫn lộn, phần thì do quá lâu, phần thì bận mưu sinh cuộc sống. Nếu các đồng đội đọc được cuốn sách này, có gì thiếu sót mong bỏ qua và tiếp tục đóng góp để cuốn sách hoàn chỉnh hơn. Chúc tất cả vui, khỏe, gia đình bình an. Hồi ký lính sư đoàn bộ binh 4, tác giả Nguyễn Khắc Tòa. Sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.